ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để phục vụ việc di rời các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Quang Trung và Nhân Bình. Dự án cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân sẽ có diện tích hơn 18 ha, có mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng, được xây dựng tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn trong 36 tháng. Với các hạng mục như san nền, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, cây xanh. Các doanh nghiệp di rời sẽ được hỗ trợ 7 năm tiền thuê cơ sở hạ tầng với diện tích tương ứng nơi cũ. Doanh nghiệp thực hiện di rời và nhận mặt bằng tại địa điểm mới trước 12 tháng sẽ được hỗ trợ một lần 400 triệu đồng đối với diện tích thuê dưới 1.000 m2, được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng với diện tích thuê từ 1.000 m2 đến dưới 10.000 m2. Từ 10.000 m2 trở lên được hỗ trợ một lần 600 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn thuê đất thì sẽ không được hỗ trợ. Doanh nghiệp nào di rời và bàn giao mặt bằng cho nhà nước trước 12 tháng sẽ được 100 triệu đồng tiền thưởng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.